Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm kéo dài trong thời gian hơn 2 tháng. Trọng tâm đợt cao điểm trấn áp tội phạm này là huy động toàn bộ lực lượng, đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch để bảo vệ tuyệt đối an toàn hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại trước, trong và sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố và biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị triển khai lực lượng tấn công, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ khi ra quân, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ. Đồng thời không để tình trạng đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng, tạo môi trường trong sạch an toàn.